Chào các bạn, đây là những nhánh dâu tầm tôi đã cắt trong cây ra nè các bạn. Đây, nó lá nó như vậy nè, tôi cắt ruộng mới rồi tôi dâm. Giờ tôi cưa khúc ra tôi dâm cho các bạn xem nha. Giờ cắt khúc trần hôm rồi, giờ cái nào nó dập á gọt gốc bớt cho nó láng rồi nó mau dễ ra rễ. Mình cưa là nó dập á, từ từ nó đều mình giót đó. Này em bé mà giật mình lấy cái cọng nó sỏ sâu làm sủi chuỗi đeo cho em bé hết giật mình. Để bắt đầu cái dâm các bạn chưa? Nhỏ rồi xong rồi, giờ tới nước. Nước nó ướt giá thể, ướt gốc luôn, ướt cây luôn. Để trong mát nha các bạn, các cháu. Vậy là tôi dâm cây dâu tây dâu tầm nè các bạn. Nay khoảng hơn tháng rồi. Nó ra được như vậy cũng cao. Thì tôi cắt tỉa cho nó ngắn gọn bớt. Nó có trái. Nó dâm vậy mà nó cũng có trái các bạn, các cháu. Ra đoạn non nó có trái. Trái nó già, nó cũng màu nâu nâu. Trái này trái chưa già nữa, nó đỏ nè. Còn nó già thì nó màu nâu. Màu đen. Này mình nấu nước mà làm siro nước giải khát cũng được các bạn, uống cũng mát lắm. Uống bổ mát. Thanh nhiệt cơ thể. Vậy nó ra dài tôi cắt tỉa bớt. Chừa cái mắt. Chừa mắt này đi. Cắt nó gọn bớt.
các bạn các cháu trồng là bonsai thì các bạn nhổ ra, nó ra rễ mạnh chút nữa thì nhổ ra, nhổ ra từ từ hôm này một chậu tôi dâm nhiều 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 hôm, giờ mình trồng trồng ra chậu xi măng để mình làm cây kiểng cái bonsai đó thì mình bứng ra, bứng ra nó ra rễ mạnh là bứng ra, rễ già, rễ già để già rồi bứng ra, trồng và chăm sóc cắt tỉa làm cây bonsai nó đẹp lắm, tạo trái nó đầy cây luôn, cắt tỉa vậy là xong rồi các bạn, nó ra mạnh rồi bứng, nó ra rễ mạnh rồi bứng trồng vô những chậu khác rồi chăm sóc nó ra trái, cây cũng rất đẹp. Như vậy cảm ơn các bạn xem nha, cái video này nha các bạn, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại.